Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới để trở thành một vua hải tặc trong thế giới Minecraft ha. Lần này thì mình xuất hiện ở một chỗ nhìn thì có vẻ an toàn đó, nhưng mà thật sự thì không an toàn lắm đâu. Kìa, từ xa các bạn thấy gì không? Thanh niên, ui, mình sẽ giải cứu cái người bên kia. Láo gì, làm gì bắn người ta hả? Hả? Ỷ có súng ăn hiếp hả? Ỷ có súng này thì ăn hiếp. Ỷ có súng ăn hiếp hả? Lao nháo thiệt. Ui, cái thanh niên này nợ mình một mạng nha. Hồi nãy tôi mới cứu anh đó. Cái gì? Tôi không trao đổi với cướp biển. Ơ kìa, tôi có làm cướp biển đâu. Tôi chưa chọn làm cướp biển luôn. Mắc ghét làm cướp biển luôn. Cho bỏ ghét. Ở đây thì mình có thể chọn làm cướp biển, hoặc là hải quân, hoặc là thợ săn tiền thưởng, và cuối cùng là quân cách mạng ha. Nhưng mà mình thì mình thích phong cách của cướp biển hơn. Mình sẽ chọn làm cướp biển nè. Còn về hình dạng thì mình sẽ chọn làm ai đây ta? Người bình thường nè, người cá, rồi người máy. Ồ, còn có tộc Minh nữa nè. Ồ, người máy cũng ok ấy. Tộc Minh, người máy. Ok, mình sẽ thử làm người máy đi. Cũng hay. Còn về phong cách chiến đấu thì sao? Phong cách chiến đấu mình có thể chọn dùng kiếm nè, snip, bác sĩ, hay là cú đấm như dùng chân nè. Hai cái này có vẻ khá là mới á. Cú đấm hả ta? Người máy mà còn kết hợp với cú đấm nữa. Ok, quyết định vậy đi. Người máy, phong cách chiến đấu là cú đấm và làm cướp biển. Rồi, kỹ năng coi. Mình có khá là nhiều kỹ năng nè. Wow, mình có thể gắn vào được mấy kỹ năng này. Thì hiện tại hình như không có. Hai kỹ năng này không có tốn. Ôi, anh bạn à. Thôi xong rồi, mình lỡ test kỹ năng đó. Anh bạn kia vô tình trúng skill rồi. Oh no. Anh bạn đó nhỏ ghê luôn. Và kỹ năng thứ hai của mình là sẽ tăng các chỉ số của mình lên, nhưng mà đồng thời nó sẽ tốn rất là nhiều. Ôi, thanh niên này láo. Nhưng mà đồng thời thì mình sẽ tốn rất là nhiều cola ha. Wow. Nói chung là mình xài skill là mình sẽ tốn rất là nhiều cola luôn. Đây nữa nè, chỉ có mỗi cái kỹ năng Strong Ride, mình đấm ra một cú đấm, nó không tốn cola thôi. Còn tất cả các kỹ năng khác đều tốn cola ha. Còn đây là ai đây? Ui. Mình sẽ giúp người này. Cái người này hình như là người có thể dạy cho mình Haki hoặc là kỹ năng nè. Ôi, mình nhận nhiệm vụ được hay sao cả? Wow, mới vô mình đã có nhiệm vụ rồi. Tiêu diệt 30 kẻ địch bằng cái cú đấm của mình. Vô. Được quá ta, mới vô có nhiệm vụ rồi. Nhưng mà bây giờ để mình sinh tồn cái đó. Trời, mới vô mà bất ổn quá. Cởi đầu bất ổn nha. Mình sẽ lấy gỗ, rồi sau đó ghé làng một tí á. Mình dự định là sẽ ghé làng để mình tìm một ít thức ăn cái đã. Hồi nãy nhìn từ xa mình thấy có khá là nhiều kiện rơm thì phải. Cái gì nổ đùng đùng vậy? Ai vậy? Cái người này có bán rượu cho mình đó nè. Ui, bán cho mình cái quần của Luffy luôn. Ui, bán quần Luffy kìa. Nhưng mà tiếc quá, bây giờ mình không có tiền cho mua triệu không? Cho mua triệu đi. Để mình thử mua triệu coi có cho không nha. Ui, không cho mua triệu rồi. Vậy thôi, nào có tiền mình quay lại mình ủng hộ sao ha. Còn giờ thì mình sẽ ghé làng để mình lấy thức ăn với lại lấy giường ngủ á. À không, mình mượn làng, quên. Chứ nó lấy rồi làng lại hiểu nhầm mình là kiểu cướp cạn nữa. Không, mình mượn rõ ràng. Đâu ra đó nha. Ui, sao dân làng
Xa lánh mình như vậy, mình thân thiện mà, mình đâu có làm gì dân làng đâu. Đừng có sợ nha, tôi thân thiện cực kỳ luôn. Rồi, chắc giờ mình sẽ... đây có cái hang nè. Hợp lý ta. Mình sẽ xuống dưới cái. Để mình có thể... lấy đá ha. Mình sẽ làm trước một cái dụng cụ bằng... bằng gỗ trước để có thể lấy đá nè. Đây, một cây cúp ha. Đúng một cây cúp thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ nâng lên dụng cụ bằng đá và tiếp tục đi tìm sắt để đào thôi. Không biết ở đây có sắt không nhỉ? Ồ, có sắt luôn. Quá may mắn. Nhưng mà có hai cục thôi à. Ồ, hơi nhỏ nha. Thôi, để mình đi tìm thêm sắt mới được. Và phải có thêm một cái vũ khí. Đó là một cây rìu ha. Cái này vừa là dụng cụ để mình có thể lấy gỗ và cũng là vũ khí phòng ngừa của mình luôn á. Đây đây, sắt đây. Quá đã. Vô, vậy là chúng ta đã có được 6 cái phôi sắt đầu tiên rồi. 6 cái quặng sắt đầu tiên. Mình cần nhiều hơn số này. Tại vì mình muốn có giáp để mình mặc á, chiến đấu cho nó tốt. Đây nữa nè. 11 sắt rồi. Còn sắt không? Ừ. Và còn có công trình ở dưới này luôn. Ồ. Vô. Được nha. Ừ nhưng mà có quái. Ê, không chơi. Giải tán đi. Ui, đây có zombie nữa nè. Bắt buộc mình phải chiến đấu à. Ồ, có giáp. Một cái nón thôi. Nhưng mà cũng khá là ok đối với mình trong giai đoạn này. Mình sẽ làm thêm một cái lò để mình có thể nung sắt ra thôi. Mình cần nung sắt ngay bây giờ. Ôi, nung ra. Ở đây nhiều quái lắm nên mình phải để ý xung quanh mới được. Ui, con xương. Thôi, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh. Né nè. Ui, mình né được 2 phát bắn của nó luôn. Né tiếp. Ây da, hết né được rồi. Cú đấm. Ồ, giỡn mặt như lọc người máy hả? Đấm liền. Ê, nó cho mình cái khiên. Hợp lý nha. Đây, mình sẽ có cái khiên để đỡ đòn rồi. Rồi thêm một cái yên cưỡi. Ok. Cũng được. Rồi, giờ thì trở lại cái lò nung của mình. Rồi nó nung tới đâu rồi? Gần xong rồi ha. Mình sẽ làm liền một cây cúp bằng sắt. Để một tí mình có gì mình đào kim cương nè. Rồi thêm một cái kiếm không nhỉ? Cái rìu chiến đấu hơi chậm á. Nhưng mà đam cao. Chắc mình sẽ làm cái áo đi. Bây giờ mình cần một cái áo tốt để mình có thể mặc vào nè. Mình sẽ làm một cái áo. Ủa sao bây giờ mình nhiều giáp đấy nhờ? Ồ, hình như khi mình làm người máy á, là mình sẽ được mặc định là có thêm giáp hay sao á. Bình thường mình chưa mặc gì mình đã được 5 giáp rồi. Wow, chọn người máy rất là tiện lợi nha. Hợp lý ghê luôn. Ủa, đây còn có kiếm gì nữa nè. Có thuốc. Có sẻn luôn. Chu choa. Được quá vậy. Có giường màu xanh đọt chuối nữa. Quá là đã luôn á. Rồi, đi tiếp đi. Mình khám phá khu vực này có vẻ là sẽ rất là mau vào thôi. Và tranh thủ làm thêm một ít cái đồ ăn nữa. Rồi, đi tiếp. Ồ, cái này là đường lên đó ta. Wow. Không biết là nó có dẫn tới một cái hang nào đó gần đây không? Tại vì mình cần tìm một cái hang để mình có thể tìm kiếm những cái quặng kim cương đầu tiên phục vụ vô công cuộc nâng cấp của mình á. À, mình nghĩ là trước mặt sẽ có một cái đường nó đi sâu hơn á. Và sẵn tiện ở đây nó có sắt. Mình lấy sắt luôn. Không bỏ qua đâu. Sau khi đã kiếm được một ít khoáng sản thì mình đi lên và phát hiện mấy con quái nó đang âm mưu kiểu như là... Ơ, con creeper nhỏ. Mấy con quái nó đang âm mưu kiểu ăn hiếp mấy bác dân làng. Nên mình sẽ giúp dân làng một xíu ha. Rồi khi mà mấy bác không để ý thì mình sẽ bỏ túi cái chuông này. Kế hoạch thành công. Rồi, giờ thì đi ngủ nhờ một bữa thôi. Okay, mình sẽ đi ngủ nhờ một cái ha. Cho trời sáng đi. Với cả là mình muốn tìm vùng biển nha. Mình làm hải tặc mà kiểu ở trên cạn biết là mình sẽ bị lục nghề đấy. Hải tặc là phải ra biển cơ. Rồi mốt mình có một số tiền truy nã nhất định á.
rồi mình sẽ trở lại đây và chinh phục cái chỗ của hải quân đó. Hãy đợi đấy, một ngày không xa mình sẽ trở lại. Ủa gì đấy? Cứu dân làng, cứu dân làng. Ôi mấy thanh niên này. Ai đây? Ao ao ao. Dạ. Này thì hả? Này thì hả? Dám cầm súng chỉ vô mặt mình hả? Wow, dùng này có khá là nhiều mấy tinh. Ui. Tay to mặt bự. Oh no. Tay to mặt bự nè, mình có skill tấn công tầm xa. Mình đấm từ xa được. Làm người máy cũng có cái lợi nha. Đấm người nè. Đừng tưởng cầm cái chùy bự bự là mình ngán nha, không có đâu. Ui, dân làng đàm tiếu qua la linh tinh cái vụ gì ta. Mình thấy dân làng có gài là không lo làm việc mà cứ nhìn nhìn rồi già chuyện hay sao nè. À mà xíu nữa thì mình quên mất. Mình có cái nhiệm vụ là tiêu diệt 30 kẻ địch bằng cú đấm. Tới giờ mình vẫn chưa làm được. Chưa, khoan khoan, để mình vứt bớt cái gì. Đi ra chỗ khác, định làm gì? Định làm gì tôi? Mình sẽ vứt bớt một cục sắt ra đây. Ok, rồi chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này ha. Wow. Không biết là mình tiêu diệt bò có tính nhiệm vụ không nữa. À, tiêu diệt bò vẫn tính nhiệm vụ cho mình. Ui, vậy thì quá tốt luôn. Mình mà bắt buộc phải tay không mới được nha. Bò cho xin thịt đi bò. Cho đấm bò xíu nha. Rồi. Đó, nó đã lên 6,7% rồi nè. Với cái đà này thì sẽ không lâu đâu. Chúng ta sẽ hoàn thành xong cái nhiệm vụ thôi. Cố lên. Đi ăn hiếp bò một xíu. Gì đây? Mình đang làm nhiệm vụ mà. Ui no no no. Của mình. Không được cái hết hàng nha. Đang làm nhiệm vụ á. Rồi tiếp tục là người bán đồ cho hải tặc nè. Bán một cái áo khoác cho kiểu như thuyền trưởng hải tặc. Đẹp vậy. Mà bán giá mắc quá à, 4.000 mấy lận, mình có mấy chục đồng à. Tiền đâu mà mua. Bán rẻ rẻ xíu người ta mới mua được chứ. Ôi, đây rồi. Xong nhiệm vụ rồi. Trả nhiệm vụ thôi. À. Xong một cái nhiệm vụ và bây giờ mình học được một kỹ năng nè. Tên là Sublet. Kỹ năng mới. Mình có nên test trên sư phụ mình không ta? Mà thôi đi. Vậy thì láo sượt quá. Mình tính test trên sư phụ luôn. Nhưng mà thôi kệ, một xíu tính tiếp ha. Còn giờ thì mình sẽ lấy đồ của mình rồi chúng ta đi tiếp thôi. Mà khoan. Cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì ạ? Tiêu diệt 20 kẻ địch bằng skill mới. Ra là vậy. Để test skill mới luôn coi. Ui, thanh niên này bỏ súng xuống. Bình tĩnh lại. Ẩu rồi đó. Mình không được cầm vũ khí à? Dùng tay không mới được. Mình hiểu rồi. Kiểu kỹ năng này mình sẽ chụp một thanh niên rồi mình sẽ kiểu như lật ngược thanh niên đó lại, gây một sát thương cực mạnh. Ra là vậy ha. 20 kẻ địch hả? Chắc phải đi kiếm thêm rồi. Ôi da. Ở đâu vậy? Mấy thanh niên này láo vậy. Ngu chọc nhầm cướp biển thứ dữ rồi. Dùng skill mới. Giỡn mặt hả cưng? Hơi bị mạnh. Vô đây kiểm tra luôn. À còn một thanh niên trong này. Ê thanh niên này cầm rìu. Ê cẩn thận. Không giữ. Ta cũng cầm rìu vậy. Bước vô đây. Mình sẽ dùng skill mới để mình hạ thanh niên này. Này thì dám chống cự hả? Mình túm được một cái là mình thấy em vặn cổ liền. Hơi bị mạnh á. Nhưng mà cái kỹ năng này có cái nhược điểm là nó dùng khá là lâu nha. Mình chụp hắn lại rồi tầm một lúc sau mới tiêu diệt được. Cũng khá là mất thời gian đó. Rồi, coi bên trong cái lều này có cái món đồ gì giá trị cho mình không? Nhiều sắt dữ vậy. Một cái quần bảo vệ luôn nè. Đang thiếu cái quần. Thơm thiệt, một cái cung luôn. Quá đã.
sẵn tiện đi ngủ ké luôn. Một công đôi chuyện á. Được á. Không ổn rồi, giờ mình phải làm một cái ba lô thôi. Chứ tình hình này là không thể nào mà đủ sức chứa rồi. Mình sẽ làm một cái ba lô bé bé ha. Hy vọng là... Ồ, nó cũng chứa được khá là nhiều nè. Mình sẽ cất tạm vô. Đó, bây giờ thì mình đã có thêm không gian để có thể tiếp tục nhặt thêm đồ rồi. Trong cái hành trình đi tìm ra cái vùng biển thì... Ủa sao mình nghe tiếng trong đây có mấy con quái vậy? Chưa, để mình bắt thêm gà để mình làm nhiệm vụ cái đó. Ôi kìa thiệt, trong đó có quái thiệt. Mình sẽ thử bắn nó. Ủa mình có mũi tên sao không bắn được? À đây rồi. Bắn được rồi. Ủa đừng vô đâu. What the heck, đừng vô đây à? À chính xác rồi. Quái trời quái luôn. Sẽ đánh nó mới được. Đánh nó. À sẵn tiện làm cái nhiệm vụ luôn. Lại gần xíu coi. Dùm bay lại gần xíu nè. Chụp dùm bay lại. Ủa, xử lý dùm bay liền. Có dấu đồ gì không? Tầng dưới là không có dấu đồ rồi nè. Tầng trên có con xương. Xương hả? Xử xương luôn. Ồ, có một tí xíu đồ thôi ha. Ồ, không được rồi, chắc mình phải lấy thêm một cái kiếm để phòng ngừa mới được. Nhỡ đâu mà đông quá, mình dùng kiếm mình mới cân nổi, chứ dùng rìu đánh chậm chậm là mình không cân nổi đâu. Ok, giờ thì tiếp tục lên đường để tìm vùng biển thôi. Có vẻ muốn tìm được cái vùng biển khá là khó ha. Mình đi nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa thấy cái biển nữa. Ê, gì đây? Cầm súng quản hiếp người ta hả? Cầm súng quản hiếp người ta hả? Túm cổ lại. Ôi mình túm nhầm người rồi. Ôi không. Anh bạn à, tôi cứu anh sao anh lại đứng trước mặt tôi. Mình cứu xong cái ảnh đi luôn rồi. Rồi thanh niên cuối cùng để chúng ta hoàn thành được cái nhiệm vụ thứ hai nè. Rồi xong rồi nha. Một xíu tìm sư phụ và trả nhiệm vụ thôi. Quá đã. Không biết một tí mình sẽ học được kỹ năng gì tiếp theo đây. Mình phải học thật là nhiều kỹ năng mạnh mạnh đi. Rồi mai mốt mình gặp thuyền hải tặc hoặc là hải quân á, mình đánh chiếm nó sẽ dễ hơn á. Chứ mình yếu mình đánh chiếm là nó sẽ bắt mình luôn á. Không đùa đâu. Đây rồi. Yay. Chúng ta đã tìm tới vùng biển rồi. Đóng cho mình ngay một cái thuyền liền. Một cái thuyền. Ra khơi thôi. Cuối cùng cũng được ra khơi rồi. Tuyệt vời. Ồ, chưa gì mình đã gặp giang hồ biển rồi kìa. Mình ghét giang hồ biển. Đợi mình xíu. Mình đấm một cái. Rồi mình chạy. Đi. Chuồn. Đông lắm. Bọn chúng đông lắm. Tốt nhất là nên chuồn ha. Khoan. Bên đây là công trình gì vậy? Hơi tò mò nha. Nó giống như một cái pháo đài kìa. Vô thử xem. Ui, mình nghe tiếng cướp dân làng. Mình nghe tiếng cướp dân làng nhá. À đây rồi, cướp dân làng đây rồi. Bọn chúng tiếp dưới này lắm. Căng thẳng. Hết rồi. Ồ, lạ thiệt. Có dấu rương nè. Vậy lại có thêm mũi tên và sắt cho mình rồi. Hợp lý. Chỉ có vậy thôi. Thôi chắc bây giờ mình sẽ trở lại cái nhiệm vụ chính của mình. Là ra khơi để chúng ta tìm kho báu thôi. Tìm thuyền của hải tặc các thứ rồi á. Với cả là chắc mình sẽ tìm một cái... Ê, mình bị tấn công. Ây da. Ui, mình bị mấy con cá tấn công kìa. Mấy con cá này láo tét. Mấy con cá láo tét. Này thì cá láo tét. Ui sao nó trâu thế. Này thì trâu nè. Nhưng mà những con cá đó không có rơi ra đồ sau khi tiêu diệt á. Nên thôi mình sẽ không farm đó. Mình lo làm nhiệm vụ của mình thôi. Mà nó gình lúc mà mình xuống nước là nó sẽ hút mình một cái. Cho mình bể thuyền. Ghét thiệt sự á. Kệ nó, mình đi chỗ khác. Không chơi với nó. Sức chịu đựng con người có giới thiệu nha. Con cá này. Con cá lì lợm. Nó đánh cực kỳ đau luôn. Thôi kệ. Giờ lo ra biển đi. Lay quay là tới tối rồi nè.
Ôi nữa, nó chặn đầu mình. Ê, sao nó bơi nhanh vậy? À, nhưng không có tuổi nha cưng. Cưng tuổi gì với anh bơi nhanh hơn. Úi giời. Mơ đi cưng. A few moments later. Kìa kìa. Ồ, mình tìm được thuyền hải tặc rồi. Ồ, thôi xong rồi. Ôi, sao đông vậy? Ôi. No, tránh ra. Nhưng mà khoan, có gì đó sai. Ủa, cái thuyền này là của mấy thanh niên xương mà. Ôi, không phải rồi, lộn thuyền rồi. Thuyền mình tìm là cái thuyền của hải tặc hoặc là thuyền hải quân cơ. Đấy rồi. Từ xa mình thấy hình bóng của một con thuyền. Ôi trời. Chưa, tạm thời gác qua con thuyền. Ở đây có một cái thanh niên, hình như là sơn tặc thì phải. Cơ bắp chưa kìa, ăn hiếp một thanh niên hải quân. Mình là... Trời ơi, nó quýnh một phát một đồng đội của nó đi luôn mà. À, thanh niên này cũng láo tét đó. Mình đấm một cái. Rén chưa cưng? Chưa rén hả? Đấm thì một cái nữa. Chắc rén rồi đó. Rồi, còn bây giờ thì xử nốt mấy thanh niên còn lại này thôi. Nhờn hả? Đấm cho một cái nè. Hơi bị mạnh đó nha. Nhưng mà nãy giờ mình vẫn chưa gặp được sư phụ để mình có thể trả nhiệm vụ và học kỹ năng nha. Ôi, không phải sư phụ. Phải sư phụ không? Không phải luôn. Ê, ẩu ơi fan. Ôi nữa. Ủa sao sớm giờ mình cứu người mà thành hại người hoài luôn á. Mình không hề cố ý đâu. Mình cố tình à, mình vô tình thôi. Trời ơi. Sớm giờ mình hại hai thanh niên rồi đó. Hai thanh niên đó chắc xấu số lắm á. Thôi, còn bây giờ thì chắc mình sẽ canh chừng coi có mấy con cá. Ôi, có cá rồi. Tại vì nếu mà có cá thì mình sẽ rất là khó để mình bơi thuyền ra ngoài kia. Vì những con cá nó sẽ tấn công mình và cái xuồng của mình nó sẽ bị bể đấy. Nhưng mà thôi, phải liều thôi chứ biết sao giờ. Kiểu gì kiểu mình cũng phải bơi thuyền ra đó rồi chúng ta sẽ đánh chiếm cái tàu hải quân đó. Nhìn rất là to và đồ sộ cơ. Để chắc cú hơn thì lần này mình sẽ làm hẳn 3 con thuyền. Lỡ xui rủi mà đang bơi ra có mấy con cá nó phát hiện thì mình còn có cái thuyền khác để xây cua ha. Rồi, thời điểm thích hợp. Let's go. Hy vọng là con từ xa kia nó chưa thấy mình. Không, con nào thấy tôi nha. Rồi, mình áp sát thành công rồi. Đây. Ồ, chỗ này an toàn. Ui, cái thuyền ngập nước. Thuyền hải quân bị lũng rồi, ngập nước quá trời nè. Trời ơi, hải quân xài tiền lũng. Mình sẽ đem sẵn trái táo ra, có gì mình cấp bách quá mình còn dùng ha. Còn bây giờ thì đục một lỗ ở đây để chúng ta kiểm tra coi. Có ai đây không? Ui, cái thuyền này có vẻ là xây khá là kiên cố rồi. Mình cần tìm một cái lối vào. Ui, sao thuyền gì mà xây? Oh no. Không ổn rồi, hình như là mình phải đào lên á. Ồ, chính xác. Mình phải đào lên trên thì mình mới tìm được cái đường đi. Đây rồi. Ồ, mà chừa đường ra nha. Mình cũng phải thủ sẵn một cái đường ra nữa. Ok. Ê, đây rồi. Đó. Nguy hiểm chưa? Ôi, đô đốc hải quân. Ê. Đô đốc hải quân hả? Đấm đô đốc hải quân luôn. Vô đây. Ui da. Đô đốc hải quân hả? Căng vậy. Đô đốc hải quân nè. Ồ, mình đã hạ được một đô đốc hải quân đầu tiên rồi. Cố lên. Mình nghĩ sẽ không còn đô đốc hải quân đâu. Ui, nhưng mà còn mấy thanh niên hải quân thường. Xử gọn lẹ. Có cái lồng spawn nè. Mình phải đập nhá. Đập được không vậy? Ui, tôi xong rồi, không đập được rồi.
Và đây rồi, một cái rương kho báu đầu tiên. Yes. Và chắc chắn rồi, trong những cái rương đó sẽ cho mình những trái quỷ đấy. Mới cái thuyền đầu tiên mà hên rồi. Nhưng mà cẩn thận, đằng kia nó, hắn cầm một cái đại bác lận. Không đùa được đâu. Thơm. Có lý. Đó là động lực để chúng ta đi săn kho báu đấy. Rương trái quỷ. Thêm một cái rương nữa nè. Hai cái rương trái quỷ luôn. Chiến này giàu rồi. Ăn một bát súp kìa đã. Cái tàu này giàu thế. Được nha. Chắc mình phải cất bớt đồ vô thôi. Cất mấy cái rương trái quỷ vô. Phải vậy chứ. Rồi, vậy là chúng ta đã đánh chiếm thành công tầng dưới rồi. Ồ, chiến thuật này có vẻ khá là tốt đấy. Còn bây giờ mình sẽ đi lên tầng trên. Ồ, tầng trên cũng khá là ít hải quân nè. Ồ, không ít đâu. Ôi, thôi xong rồi. Đổi hướng. Trong đây có rương. Ồ, lần này không có rương trái quỷ nữa. Nhưng mà nó có những cái chai cola nè. Và mình là người máy á, thế nên mình cần phải nạp cola thì mới có thể kiểu như là tiếp tục sử dụng kỹ năng. À, đúng không nhờ? Chính xác rồi. Mình sẽ nạp cola vô nhá. Đó, mình sẽ nạp hai chai vô. Là full cái thanh cola rồi. Yes, quá đã luôn. Nó còn có những cái bình rượu nữa nè. Chua chua, bình rượu nhìn hấp dẫn cái tay mình. Mình coi mình lấy vài bình rượu về uống thử ha. Ui, sao mình đang lút đồ mà hải quân đi ngang vậy? Ui, phát hiện rồi. Ấy da, bị phát hiện rồi. Nhưng mà quá muộn, mình đã lấy sạch đồ rồi. Hồi nãy mới thấy thanh niên ở đây nè. Đó, thấy hả? Người thấy ta xử người luôn. Bịt đầu mối luôn. Giờ thì hình như là cái thuyền này đã sạch sẽ rương rồi đó. Chắc mình sẽ chuồn thôi. Mình không có dòng gió ở đây đâu. Ui, sao cháy vậy? Ôi. Ui, sao cháy vậy? Chạy thôi. Rồi, xong luôn. Kiểu này mình lại mang tiếng là đốt thuyền tiếp rồi. Thôi xong rồi. Chắc bọn chúng sẽ nhét chữ vô mồm mình đây. À, kìa thanh niên kia bắn đạn cháy kìa. Ok, cho cháy thuyền bọn chúng chứ không phải thuyền của mình đâu, sợ. Ui, vô lẹ. Rồi nữa hả? Gì quá vậy? Đi ra đi, con cá vô duyên. Con cá vô văn quá. Con cá mất lịch sự. Đi ra chỗ khác. Ui, cái chuyến đi săn kho báu này bất ổn thiệt. Tuy là nhiều kho báu đấy, nhưng mà nó khá là nguy hiểm nha. Nhưng mà ít ra thì mình cũng đã vào đất liền được rồi. Yes. Đây, tiếp trên này á, hơi bị cao luôn nha. Đằng xa vẫn còn một cái thuyền hải quân nữa. Nhưng mà hôm nay chắc mình chưa đủ tiềm lực để đánh chiếm tiếp đâu. Nên mình sẽ tạm thời đặt giường xuống. Set up một vài cái rương để mình có thể cất thêm đồ nè. Bữa nay còn mang về được vài bình rượu nữa cơ. Một tí mình phải làm một bình mới được. Còn bây giờ là tới chuyên mục mở rương trái quỷ. Hồi nãy mình có tìm được hai rương trái quỷ ở bên cái con tàu này. Và mình sẽ lấy thêm một ít vàng nữa để mình chế tạo chìa khóa và mở rương ha. Đây, mình sẽ làm hai cái chìa khóa. Hồi học quá, không biết là mình sẽ mở ra trái quỷ gì đây. Trái quỷ đầu tiên nè. May mắn, hãy dồn vô cái rương này đi. Ồ, nó cho mình trái Ori no mi. Một trái hệ Paramecia. Ok. Quan trọng hơn là cái rương bạc nè. Thường thì rương bạc sẽ cho những trái quỷ xịn hơn rương gọn ha. Hy vọng lần này nó sẽ cho mình một trái tốt một xíu để mình còn có thể ăn nha. Đây là trái Bomu no mi. Cũng là một trái hệ Paramecia luôn. Như vậy thì trong ngày hôm nay mình đã sở hữu được hai trái quỷ đầu tiên rồi. Đó là trái Bomu và trái Ori ha. Bằng dần thì ta không biết sẽ ăn trái nào để chúng ta có thể tiếp tục đi quẩy đây.
Mình đang nghĩ thiên về trái Momo nè. Momo có vẻ nó có khá là nhiều kỹ năng, và kỹ năng của nó hình như là còn trên diện rộng hay sao nữa chứ. Hợp lý ấy. Và để tự thưởng cho mình sau cái chuyến đi vừa rồi thì mình sẽ uống một cái chai rượu rum ha. Để xem coi. Quá là dữ luôn. Ủa nhưng mà hình như uống vô là mình bị xỉn hay sao nè. Đúng không vậy? À chắc không có đâu, mình đô mạnh mà. Dễ gì. Ủa. Ồ. Ồ có xỉn nha. Ui 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 ui. Ui ui đô mình không mạnh đâu. Ui. Ôi thôi xong rồi, không nên uống rượu nha. Bị xỉn mất rồi. Trời đất. Trong lúc xỉn thì làm gì? Mình sẽ ăn trái quỷ vô để coi coi nó có đỡ xỉn đi hay không nhá. Mình sẽ ăn trái bô mô đi. Ơ, ăn vô hết xỉn liền nè. Và bây giờ mình đã có năng lực của trái bô mô rồi. Được rồi ta. Mình coi coi, mình sẽ test vài kỹ năng của trái bô mô ha. Đâu, gắn hết vào để mình test luôn. Để có gì mình còn chuẩn bị đi săn kho báu nữa chứ. Nhưng mà test xa xa cái cây này cái đó. Tại vì cái cây này dự định là sẽ cái cây xây nhà của mình á. Ui, coi kìa, kỹ năng đầu tiên là đã là tấn công tầm xa rồi. Đó, mình bắn ra cái viên gì á, nó phát nổ nha. Xịn. Ê. Ui, từ, ẩu rồi đó. Mình ăn trái quỷ là mình không nên đi ở những cái vùng nước sâu đâu. Hoặc là không đụng vô nước thì càng tốt nha. Không thôi là uống nước no bụng luôn á. Còn kỹ năng thứ hai của cái trái bô mô này là mình dậm chân hay sao á, và nó tạo ra một vụ nổ cực mạnh luôn. Nói chung là nó toàn là kỹ năng phát nổ thôi á. Kỹ năng thứ ba coi. Kỹ năng thứ ba là gì đây? What the heck? Kỹ năng thứ ba là mình gồng lên một lúc sau thì sẽ cũng là phát nổ luôn. Ghê thiệt. Ui cái trái quỷ này mình không nên dùng ở nhà đâu nha. Ở nhà là tuyệt đối không nên dùng bất kỳ kỹ năng nào đâu. Có ngày là banh cái nhà luôn. Kỹ năng cú đấm cũng là phát nổ nữa nè. Và chiêu cuối. Ồ chiêu cuối có vẻ là mình phải có cái súng thì mình mới có thể dùng được. Wow. Nói chung là trái bô mô này mình thấy nó khá là mạnh luôn ấy. Và để chinh phục những cái con tàu hải quân thì mình nghĩ nó sẽ rất là phù hợp đấy. Ví dụ nha, đứng chậm chậm gì đúng không? Bắn vô một cái. Ôi bắn hụt hả? Ok. Bắn lại coi. Nổ. Bắn vô là chỉ có nước banh xác thôi. Yes, bữa nay mình tìm được một trái quỷ cực mạnh rồi. Hợp lý nha, phù hợp với phong cách chiến đấu của mình nữa. Và như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái khởi đầu. Tuy nó hơi bất ổn thôi, nhưng mà ít ra mình cũng có được một trái quỷ đầu tiên. Và trong thời gian sắp tới, mình sẽ gắn rèn luyện cái kỹ năng dùng trái quỷ cho nó tốt hơn, để có thể chinh phục những cái con tàu hải quân cũng như là hải tặc nó dễ dàng hơn á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày đầu tiên trong thế giới vua hải tặc. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái ngày tiếp theo trên cái hành trình trở thành vua hải tặc của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.